Những ngày qua, nhiều chủ xe đi đăng kiểm bất ngờ khi phương tiện của mình bị tạm dừng do chưa nộp tiền vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội. Để hỗ trợ, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa công bố đường dây nóng mới với số điện thoại 02437684706 để tiếp nhận và giải đáp thông tin tại sao xe lại bị dừng đăng kiểm. Cục đăng kiểm cũng đã có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc củng cố bộ phận tiếp nhận thông tin và thông báo tình trạng xe khi khách hàng đề nghị hỗ trợ. Ngoài ra chủ xe có thể tra cứu thông tin trên các website tại thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ http 2 xuyệt xuyệt công an thành phố Hồ Chí Minh chấm bộ công an chấm gov vn tại Hà Nội theo dõi tại địa chỉ http 2 xuyệt xuyệt sở giao thông vận tải chấm hà nội gov vn xuyệt xử lý vi phạm hoặc vào trang http 2 xuyệt xuyệt dịch vụ công chấm gplx .gov.vn/default.aspx Sau khi truy cập vào địa chỉ trên, người dân chỉ cần nhập biển số xe đầy đủ vào ô biển số rồi bấm nút tra cứu. Thông tin vi phạm sẽ được hiển thị cụ thể với thời gian, lỗi vi phạm và đơn vị xử lý.